nhạc đâu. Cuốn theo dòng nước hết rồi. Mày nói cái gì? Mày điên hả? Mày biết tiền của tao trong đó bao nhiêu không? Bao nhiêu tiền cũng không cứu được cái mạng của mày như tao vừa cứu đâu. Vậy giờ mày tính sao? Tao bất cắn hả? Chuyện ngoài ý muốn, thiệt hại chia đôi. Lần này tao bỏ qua, lần sau đừng vào địa bàn của tao làm bậy thêm một lần nữa. Thôi, chuyện qua rồi, gây làm gì cho mất tình thân. Cả năm nay không có bố ở đây, công việc làm ăn sao có ổn không? Hả? Địa bàn của mình trước sau gì cũng bị băng khác cướp hết thôi. Tổ chức bây giờ cần một người đứng đầu mới. Mà sao tự nhiên tao thấy tao hợp với cái chỗ này ghê. Mày bỏ cái đó xuống. Nó là của bố. Mày không có quyền sai khiến tao ở đây. Vô vấn đề chính luôn nè. Ví dụ sắp tới làm ăn với tụi AZ, tao lo. Ngọc, em ra ngoài trước đi. Tụi anh muốn bàn công việc. Tụi AZ nổi tiếng là chơi hai mặt. Mày không sợ tụi nó đâm sau lưng hả? Không biết ai đâm ai đâu. Isaac nhiều lần muốn kết nối với bên mình nhưng bố luôn từ chối vì không an toàn. Mày làm giang hồ mà mày sợ an toàn? Mày có thấy mày xàm không? Cái đám hàng này là loại mới, tao không muốn nó lọt vô tay của bằng khác. Để bàn lại thêm nữa. Không có bàn cái gì hết. Ở đây không có bố, tao là nhất. Tụi bay không cần phải can thiệp vô. Được thôi, nếu mày thích thì cứ làm, mà nên nhớ làm cho tốt. Bố đang nhìn mày đó. Ok, tụi bay cứ yên tâm phục vụ tao, rồi thằng nào cũng có phần. Anh chạy ra trước đi. Chạy ra ngoài trước đi. Anh đánh lạc hướng tụi nó. Mình gặp nhau ở chỗ hẹn. Không, không, em muốn đi với anh. Không được, đi nhanh lên, nguy hiểm lắm. Đi.